Em đang ăn mì. Mì hả? Dạ. Là mỗi người một gói hay mỗi người một ly hả? Thì em mua em đút cho con em rồi vợ em thì ra ngoài thì đói thì bán nó đó, mua bánh mua gì nó ăn. Nếu như có ước muốn thì anh sẽ ước muốn điều gì? Nói chung ước muốn thì em ước muốn thì có chỗ ở đàng hoàng rồi có chút số tiền cho vợ em, có tiền đi bán số hàng ngày nuôi sống, thì cuộc sống còn được, còn lại của em chắc vậy rồi, tại vì em không không được. Chào buổi hồi, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Tiếp tục vẫn đang có mặt ở tại thành phố Hồng Ngự, ở cái bến tàu và nơi mà anh Xuyên, chị Nguyệt và ông hay ở. Thì hôm trước mà nhận được một cái cuộc gọi cầu cứu và của một cái anh này thì anh nói là trước đây thì anh bị bệnh và có quay bên Phong thì cũng đã có quay giúp đỡ để trị bệnh rồi. Hiện bây giờ về đây ở trong một cái căn nhà nhỏ như thế này, gọi điện thoại và yêu cầu nhờ Bùi Hồ có thể quay lên để mình có thể chúng ta giúp đỡ. Và đây là một cái trại nó nằm ở dưới mé sông của cô bác quý anh chị, một nát được cho che bởi mấy cái tấm tôn thôi. Mình bình thường thì mình cũng không có để ý là mình biết được. Hôm nay thì vô đây thử coi gia đình anh sống như thế nào nha. Cái tấm tôn này ở này cũng lâu lắm rồi. Dạ chị. Dạ, chị là vợ của anh chị ở trong nhà này hả? Dạ, em dạ. Vợ của anh Tâm. Anh Tâm. Ôi ơi. Cái cây này gió chắc nó lắc lư, gió chắc nó sập luôn á. Trời. Dạ anh Tâm ơi. Chào. Dạ, anh chắc anh thì có điện thoại cho em nhưng mà chắc anh chưa biết em đúng không? Có hoàn cảnh giờ khổ quá, con gái nữa rồi em biết sao rồi, em thấy anh quay clip á rồi em chưa. Là hôm trước anh Tâm là này là điện thoại cho Bùi Hồ nè. Tại sao anh, cái hoàn cảnh của mình sao anh Tâm? Bây giờ thì nói chung em mổ á thì giờ là bệnh lao cuộc sống á. Mà em bác sĩ tái khám 1 năm nhưng mà em mới tái khám được 4 tháng thì em hết tiền. Lúc trước Mạnh Thường Quân cũng có cho tiền em đó, nhưng mà em mổ và em cũng hứa là giúp những hoàn cảnh khác. Rồi em vô bệnh viện thì trước mắt thì em thấy thì cũng có những cái hoàn cảnh mà mổ mà không có tiền đủ tiền như em á, thì em cũng có kêu vợ em cho. Thì khi về quê thì gia đình thì cha mẹ thì khổ quá, rồi nhà cửa thì không có chỗ ở, thì em sống đây quắt gì đó. Chứ giờ em đi bán vé số thì hàng ngày thì được mấy chục ngàn thì đủ mua sữa cho nó. Rồi bây giờ anh cho em hỏi là trước đây thì anh bệnh nó cột sống dạ. của mình và anh được bên Phong quay giúp đỡ dạ. của mình là bao nhiêu triệu? 165 triệu anh. Mình trị bệnh của mình là bao nhiêu tiền? Em trị bệnh là nó ca mẫu với lại em về luôn là hết 60 mấy triệu á, 65 triệu. Là còn khoảng 90 mấy triệu. Dạ. Rồi trong lúc mà em chuẩn bị mổ á là bác sĩ nói là xương yếu. Rồi chị em mới đặt mua thực phẩm chức năng uống. Uống đằng cho xương mà nó chắc lại đằng mổ. Thì lúc đó là cái chân em nó nhúc nhích hết được rồi. Thì em muốn thời gian đâu cả nửa tháng thì em thấy là cái chân em thì nó cử động được. Thì lúc đó mới tiến hành mổ. Thì trong vòng đó em muốn 5 tháng. Thì ở đây thì ở đây chắc cũng còn được cái hộp. Hộp này nó bị dư ra nè. Hôm nay là nhiêu tiền? Em không biết nữa, nhưng mà chị em ấy là vòng vòng là tiền hết luôn là 60 mấy triệu tiền thực phẩm ăn. Là hết luôn á hả? Dạ, uống 5 tháng. Anh bệnh năm nay bao nhiêu năm rồi? Một năm mấy anh. Còn năm mấy anh điều trị ở bệnh viện bao nhiêu tháng? Em đi bệnh viện tới lui là 3 lần. Tại vì lên không có tiền mổ rồi đi về. Về rồi lên nữa là 3 lần là chắc 2 tháng mấy. 2 tháng mấy làm viện. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31. Anh 31, còn chị? Em 26. Gia đình của mình trước đây thì ở đâu? Em ở Ba Chúc. Anh Chúc. Anh ở Ba Chúc. Thuộc hộ nghèo mà còn hộ cực nghèo. Dạ, em ở đây bên mẹ. Cấm. Chị là 26 tuổi hả? Dạ. Chị tên gì? Dạ em tên Diều. Diều. Chị với anh là có một bé này đây. Dạ. Hiện nay em để đi con. Để cho ba. Để cho ba. Cho con cái mượn nha. Để cho ba. Để cho mẹ nè. Rồi bây giờ bé này là mấy tuổi? Dạ 2 tuổi mấy. Em con á. Rồi em thấy là cái nhà của cái trại của mình nè, rồi là cái trại cái chòi luôn á. Dạ. Là cất được bao lâu rồi? Lúc đó em làm xây dựng thì em bị lỗ. Em mới trên Bình Dương á, em đi về đây thì em che đỡ cái trại, lúc đó em chưa có bệnh. Thì em nằm khoảng thời gian thì 2-3 tháng gì đó em bệnh luôn.
té đằng khách sạn lớn đằng kia đó. Cho té khách sạn là sao? Em đi làm xây dựng em té đằng khách sạn Sky đằng kia đó. Làm bậy luôn tới giờ. Anh làm bị lầu anh té. À té dàn giáo hả? Té em tôi chàng bị té. Té dàn giáo. Anh là thợ hồ. Dạ, em là thợ hồ. Lãnh thầu luôn hả? Dạ, trước đây em lãnh thầu ở Bình Dương mà lỗ lã quá thì làm không có lời em mới về đây. Rồi trong cái phần số tiền của người ta cho đó thì cũng còn ít, em về đây người ta biết em có tiền đó, người ta lại người ta lấy. Nó kêu trả là phần nào thì trả thì em cũng gửi lại số tiền đó. Ai lấy? Người ta mình thiếu nợ người ta. Thiếu nợ lúc trước khi bệnh đó. Lúc đó là anh lỗ là anh thiếu nhiêu tiền nữa? Thì vòng vòng em thiếu thì ở dưới quê và mẹ em cũng hỏi. Hỏi tiền đang gửi cho em đang trả cho công nhân á. Thì trả thì cũng hết 4 mấy triệu vậy á. Rồi giờ em trả được ít cho người ta về thì có tiền thì mình trả cho người ta. Nên số tiền đó em hết. Rồi hiện giờ là còn 6 tháng, 6 lần tái khám em bỏ luôn. Hiện nay anh có đi đứng gì được không? Em đi được nhưng mà không được. Không được. Đi được nhưng mà nó đi chậm thì được. Dạ. Ủa, đây là cái miếng nệm của mình ngủ. Dạ, ở đây miếng nệm. Có cái sâu chuỗi kìa. Sâu chuỗi của em. Rồi đây là mình ở đây là anh nói được mấy tháng rồi. Sau khi đi bệnh ở đây. Ở trước bệnh đâu anh, rồi ảnh bệnh rồi cái bỏ cái chòi ở đây cũng không ai sửa sang gì. Cái thằng ảnh bệnh em ở, vợ chồng em ở vậy chứ cũng ảnh sửa không được, em không dám cho ảnh làm. Ảnh sửa ảnh kẹo leo này nọ rồi em không dám cho leo. Mấy cái cây này ghê quá hả? Dạ, em lắc lư cái tay là nó sao nó em đi lượm không á, em đi lượm vòng vòng em lấy không em gấp lại hả? Dạ. Được thì sửa chứ cầu mà không có dám trèo lên trên. Ừ. Trời mưa, nhiều khi trời mưa dông lớn quá. Dạ em bán có bữa thì mua cơm ăn, có bữa mua mì. Mua mì thì thiếu chị tập quá rồi chị em. Về đút cho con ha. Thiếu đâu cái này. Con mì gói luôn hả? Dạ. Dạ. Bé nó có ăn cơm không? Có. Rồi giờ này mà em thấy ở đây rồi mình nấu cơm gì ta? Dạ em không có nấu. Lại còn không có đủ mua cái ca này kia rồi á, nhiều khi có tiền thì ăn vậy, còn không có thì lại mẹ em đỡ. Giấy số bán mà ly lấy là có 50 tờ, đâu có tiền đâu. Chị bán xong chưa? Chị bán số xong chưa? Dạ, em bán hết rồi. 50 tờ đi lấy nữa rồi mới có tiền. Em nói bán hết mới về. Ừ. Rồi cái này là cái bị đồ mình đó hả? Dạ. Cái bị đồ của anh là để đây. Dạ. Rồi tối mình ngủ ở đây. Dạ. Rồi mình không nấu cơm. Dạ không. Dạ. Em đi tắm rửa ở đâu anh? Tắm rửa thì em lại đằng cái toilet đằng kia đó. Đằng kia nó có toilet công cộng á. Tắm lần bao nhiêu? Xuống ghe tắm. Tắm lần 2 ngàn. 2 ngàn hả? Mình khi cũng đi nhà xuống ghe mẹ rồi tắm cũng có. Chị mẹ chị ở ghe. Dạ. Chị có mấy người đi. Mẹ chị có mấy người con? Dạ 3 người. 3 người con. Ờ. Mẹ chị cũng sống ở dưới ghe luôn hả? Dạ. Ba mẹ chị làm nghề gì? Dạ, ba mẹ em mua bán, mà cái này mua bán cũng không có, cũng thất thác đó, rồi ổng bả đậu ở không, mà không có đi bán. Ừ. Có cây quạt kìa, cây quạt nhìn tồi tàn ghê luôn á. Rồi ở đây mưa gió vậy rồi tạt hay sao anh em thấy? Mưa thì ba mẹ con thì dồn lên góc, đó. Con góc trong đó nó không bị tạt, góc này. Dồn lên góc trong kia hả? Dạ. Hôm trước anh điện thoại em bằng cái điện thoại nào? Dạ, điện thoại bạn. Đâu? Cái này đó hả? Dạ, dạ. Vợ chồng khổ đó, mình ơi, ấy dạ. Được cái giúp cho vợ chồng. Ờ. Cái điện thoại này để anh hả? Dạ, dạ. Ủa, sao mở không lên đây? Cây cầu á, cả cây cầu á. Dạ. Ờ. Ủa ghê á. Là anh Tâm về đây là cũng gần năm hả? Dạ, mở được năm anh. Về đây được năm. Có nghĩa là nếu như mà anh không anh làm đâu dạ. Đổi đâu, làm anh, ngoài. Anh không bị chấn thương về về cuộc sống thì cuộc sống của anh đâu có lâm vào bế tắc giống giờ. Dạ đúng rồi, em cũng đi mằng rồi, vợ con giống rồi cũng không có dư gì má, nhưng mà cũng không có thiếu, thì cuộc sống cũng ổn định. Ừ. Khi anh bị thì bé này để sanh ra chưa? Dạ. Sanh rồi. Sanh rồi hả? Dạ. Lúc đó là chị nuôi anh hả? Dạ em nuôi rồi, em ẵm bé theo luôn cũng mấy tháng rồi, lên tới bệnh viện em sợ bệnh nhỏ nó nhỏ rồi lây bệnh á, em mới gửi về cho ngoại. Em có nghe nói một cái vấn đề đó, đó là anh trốn viện về. Dạ. Là lý do là mình không có tiền hả? Dạ tới mổ rồi em không có tiền đủ tiền.
em cũng nằm đó chờ đặng xét nghiệm đặng mổ đó, rồi tới mổ thì cho số tiền là ca mổ là 80 triệu. Nhưng mà chi phí thì nằm rồi ăn uống chưa tính nữa, rồi lúc đó đâu có tiền đâu, rồi em mới kêu bác sĩ là vợ là xin bác sĩ về. Thì bác sĩ thấy hoàn cảnh em vậy đó mới điện cho anh Phong. Dạ. Thì tự bác sĩ điện à, tự bác sĩ điện luôn. Dạ hả? Nói chung mà cuộc đời em cũng may là nhờ bác sĩ, cũng như bác sĩ có tâm đó, rồi điện tự điện cho anh Phong. Anh Phong mà chạy qua thì giúp đỡ em mà vô mổ. Nhưng mà trước khi em ra xuất viện ra thì em vô thì không được mổ nữa, nó phải bác sĩ phải xét nghiệm lại hết, phải nằm lại 2 tuần. Mà em hỏi là mình không có cái khu nào ở, sao em mà mình phải ở đây, sao anh không về bên mình ở? Bên em cũng vậy đó, cha mẹ thấy cha mẹ khổ quá rồi. Bên em thì nhà thì ở trong á thì nói chung là nó cũng dột nát hết trơn, ở trong thì phải lấy cây su quả su mà che lên cái nước nhiều quá, nó đứt dây nó ướt hết trơn. Thì cha mẹ thấy cha mẹ già khổ quá thì mình ở đó mình không làm được gì nữa, rồi cha mẹ lo nữa, em mới thấy vậy em qua đây em mở. Lúc trước là tiền của Phong thì anh cũng có làm từ thiện lại hả? Dạ có. Có một điều như thế này cô bác của anh chị, lúc mà anh Tâm này điện cho Bùi Hồ á, anh nói là hôm trước thì Mạnh Thường Quân cũng giúp được 160 triệu. À. Thì anh không có dám điện liên hệ Phong lần nữa, tại vì sợ, anh sợ. Thì lúc đó em cũng có từ chối nhận, người ta cho thêm nhưng mà em không nhận, em kêu là cho những hoàn cảnh khác. Cứ nhận đi, rồi khi nào mà mổ xong còn phải chữa bệnh đang nằm điều dưỡng này kia, nhưng mà hai chồng em không nhận thêm nữa. Dạ. Là đến 160 triệu đó là Phong còn đưa thêm nữa hả? Dạ, nhưng mà em ngưng, em cho em không nhận nữa. Em không nhận nữa, em quay đến mà anh Phong quay thì em nói là không nhận nữa. Là tại vì mình nhận nhiều lắm rồi. Lần sau là Phong là đưa thêm bao nhiêu nữa? 160 mấy triệu đó là cộng luôn 20 triệu sao anh. Ừ, dạ. Là lúc đó mổ rồi. Là Phong đưa thêm là anh chị không nhận nữa. Dạ dạ, không nhận. Nếu như có ước muốn thì anh sẽ ước muốn điều gì? Nói chung ước muốn thì em ước muốn thì có chỗ ở đàng hoàng, rồi có chút số tiền cho vợ em, có tiền đi bán số hàng ngày nuôi sống. Thì cuộc sống còn được, còn lại của em chắc vậy rồi. Tại vì em không được. Em cố gắng thì em buông tay em làm nữa thì nó cứ cắm đầu không bán, rồi ảnh đi bán tiếp thì cũng có. Nhưng mà có gian người ta đi, có gian xe người ta đi, bữa có thì ta cho có gian thì bán. Chị bán ngày có 50 tờ thôi. Dạ, em bán 50 tờ. Là lý do không có vốn hay là mình không đủ sức khỏe? Ừ, không có vốn, em bán chừng 20-30 tờ, cái em chạy ra em lấy thêm. Như kiểu mỗi người cháu số mình bán vài chục tờ, em chạy em bán thêm. Bán hết đó, đọc mình chạy giá thêm. À, em hiểu rồi, có nghĩa là mình không có tiền luôn ha. Dạ. Nè, các em còn quay cho cô bác anh chị, toàn giấy số không à. Còn có một tờ 50 ngàn, 500 ngàn hết luôn rồi đó. Mười mấy ngàn đây nữa nè. Hết tiền luôn nè, em để cô bác em gửi chị nè. Cảm ơn anh em lấy tiền làm vốn. À, lấy thêm 50 tờ nữa, chứ bây giờ em hết tiền luôn rồi đó, còn 10 ngàn. Lát ai kia cũng đi. Có nghiệp cũng đi bán số, dạ. Mà thấy nghiệp cũng là mưa gió mà cũng dẫn lội đi bán. Thôi thì không ngờ nghe anh điện thì không ngờ mình sống lại trong một cái chòi nực nội nóng nực như thế này. Nói chung là nói chung em cũng không có điện, mình để người ta giúp mình mà mình điện thì nó thấy nó cũng như là mình có duyên thì người ta gặp mình thôi, nhưng mà giờ hoàn cảnh em khó khăn quá thì em cũng không biết sao. Giật chị hết nổi rồi. Dạ, em khả năng em thấy vợ con vậy rồi em chịu cũng không nổi rồi em mới cắn răng em điện đại cho anh, chứ em cũng không biết. Còn anh Phong thì tại vì lúc đó em không nhận nữa, nhưng mà bên anh Phong thì cứ kêu nhận đi, rồi tại vì bệnh của anh lâu dài lắm thì em không nhận nữa. Em nhận cô bà con cô bác nhiều quá rồi mình không có khả năng để mình trả lại. Anh ăn cơm chưa? Em đang ăn mì. Mì hả? Dạ. Là mỗi người gói hay mỗi người ly hả? Thì em mua, em đút cho con em rồi vợ em thì ra ngoài thì đói thì bán đó, mua bánh mua gì nó ăn. Trời ơi. Vợ nó thì đi bán số tới đâu cái đói mua đồ ăn tới đói luôn vậy đó. Dạ. Thôi thì cố gắng đi nha. Dạ. Rồi, anh có thể đọc số điện thoại của mình cho Mạnh Thường Quân liên hệ mà anh. 0354 0354 854 272. Dạ. Dạ. Rồi anh Tâm. Dạ. Anh Tâm ở Hồng Ngự. Dạ, em tên Tâm, em ở Hồng Ngự. Dạ, này cô bác quý anh chị mà có lòng hỏi thăm thì hãy liên hệ đến anh Tâm ở dưới cái khu bến tàu ở chợ Hồng Ngự. Đó, số điện thoại anh Tâm thì mới vừa đọc đó. Thì Bùi Hồ hôm nay đến đây cũng không biết nói gì thêm. Em cũng tình cờ
nghe anh điện thì thôi em ghé lại thử xem sao. Dạ, dạ. Rồi hai chị nha. Dạ em cảm ơn. Rồi, anh chúc nhiều. Anh chị chúc anh luôn có sức khỏe tốt nha. Dạ. Rồi, chúc chị luôn giữ gìn sức khỏe, còn bé nữa kìa, còn bé sắp sanh nữa kìa. Anh là sao với anh Tâm? Em ở đây cũng em làm ở bến này nè. Làm ở bến này thấy hoàn cảnh của anh Tâm này thì nói đâu ngay cũng tội nghiệp. Anh thì anh bị như vậy rồi anh đâu có mua quán gì đâu. Vợ anh thì bán từ tờ giấy số để mưu sinh cuộc sống qua ngày. Mà tiền bán giấy số thì cũng đâu có đủ đâu. Lấy làng 40-50 tờ bán hết giờ bắt đầu có chạy vé thêm. Cũng như kiểu mình bán hết tóp này cái mình lấy tiền cái mình lấy lại cái tóp khác cái mình bán tiếp. Nó cuộc sống trăn trở vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi thấy vợ chồng thì nói đâu ngay nhiều lúc thấy anh Tâm này đi nhiều lúc thấy anh đi nhìn thấy anh rất là tội nghiệp, anh đi đâu có đi đứng bình thường như mình đâu. Anh đừng đi mà cũng như kiểu nó còn bệnh hay là anh yếu hay sao đó, tôi không biết nhưng mà thấy anh đi nó ảnh như kiểu nó nghiêng người nè, mà đi từ từ mà chứ không có đi được nhanh nữa. Thấy chứ nhiều lúc hai vợ chồng mà nói đâu ngay thấy tới lui đây thấy anh chị cũng khóc với nhau hoài mà biết nói gì giờ. Anh thì, chị anh Tâm là ở đây đó giờ luôn hay sao anh? Dạ. Bên đây thì ba mẹ vợ thì cũng làm dư ở đây nè. Dạ. Cũng hoàn cảnh khổ mà đâu có giúp được con cái mình gì đâu. Nghèo khổ với nhau á, đâu có giúp được. Nói đầu ngay thấy thì vợ chồng thấy cũng khổ, thấy cũng ấy lắm. Mấy bữa thấy Vịnh Gia đứng cái cây này nè, nhìn Hải Gia đó nhìn cũng ham lắm, nhìn cái chán cũng biết lắm nhưng mà không có dám nói như là kiểu ngại ngượng á. Rồi không có dám mà nhúc nhích cái gì hoặc là lên tiếng cái gì. Mấy bữa đó thấy cũng hỏi dèm, hỏi như mày chịu gì không? Cũng như kiểu mình nói để mình nói chơi cho vui á. Nói muốn lắm mà chắc tôi không có đâu mà. Tại được rồi cũng nhờ bên Phong Bụi á giúp tiền mổ này kia, tiền này tiền kia. Rồi bây giờ cái mình lấy nữa thì nó ngại, thứ nhất nó ngại, thứ hai nó sợ bà con người ta không chịu giúp á. Nói thì tôi nói chơi với cũng như là nói được rồi nó chơi với người Tâm á. Giờ nói là nói tôi nói thì nói chơi để cho anh em vui vẻ thôi chứ tôi cũng không biết luôn. Chứ cuộc sống lao động ở đây mình nghèo khổ tiền bạc đâu giúp với nhau. Có lời ăn tiếng nói rồi mình nung đúc để cho thằng Tâm nó như kiểu nó vui vẻ. Còn được. Nếu mà anh bên anh có điều kiện thì giúp được thì cảm ơn anh thay mặt vợ chồng, cảm ơn anh vì những chú bác khác, những mạnh quân rồi đó giúp đỡ nó có chỗ ăn chỗ ở nữa cũng mừng cho nó. Nó giờ vợ chồng nó giờ vào bế tắc rồi đâu có, nó giờ là lao động nó là coi như là không làm được luôn, nó đi không được luôn làm sao bán số được anh. Chỉ có vợ nó đi bán từ tệ số để sống qua ngày mà vợ nó giờ có bầu không còn xanh nữa đó. Trời nó khổ quá. Thôi em cảm ơn anh Tâm nhiều nha. Dạ. Anh nhiều quên anh bẩm nha. Dạ.